Xin chào mọi người đã tới với cả PC của Gaming. Hôm nay thì tiếp tục cái series giới thiệu về game Steam miễn phí thì mình sẽ giới thiệu các bạn đó là game The Walking Dead Season 1. Game này thời điểm hiện tại nó đang được phát hành free 100% như các bạn có thể thấy đây. Đây, free hoàn toàn. Nhưng mà thời gian nhận game free chỉ còn có hơn một ngày thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận cái game này nhé. Đầu tiên các bạn hãy đăng ký một cái nick tài khoản của humblebundle.com, được chưa nào? Cái trang web này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, các bạn hãy xuống và click vào nhé. Ở đây đầu tiên mình sẽ tạo một cái tài khoản ở trong cái trang web này đã nhá. Bây giờ mình sẽ vào cái phần đó là sign up ở đây, chuột phải và mở cái tab mới. Ấn lại vào nó đây nhỉ. Ở đây mình sau khi click vào cái phần sign up này nhá, mình sẽ ấn vào cái phần đó là create an account. Ở đây mình sẽ điền cái email của mình vào tên email của mình vào nhá, email mà các bạn đang có ấy. Mình sẽ lấy một cái email nào đó đây của mình và cái mật khẩu, đây là cái mật khẩu để đăng nhập vào cái trang Humblebundle thôi nhá, chứ không phải là mật khẩu email của các bạn đâu. Các bạn đặt thế nào cũng được, thế nào. Sau đó thì các bạn hãy ấn vào chữ sign up vào đây. Rồi bây giờ thì Humblebundle đã gửi một cái đường link xác nhận về cái email của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải vào email của mình để ấn vào cái đường link xác nhận đó. Mình tạo mail với cả Google, mà nào tạo với cả Yahoo thì các bạn có thể vào đó được chứ nào. Ở đây rồi là tập ở đây. Ơ không phải. Đây một. Đây. Đây chính là email của mình. Như bạn thấy Humblebundle account đã create tạo một cái đây, một cái đường rồi. Nó đã gửi về một email đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy ấn vào đây là được rồi. Ấn vào đường link xanh xanh này là được rồi. Đấy. Request your email address. Là vào rồi. Take your spam folder. Làm gì có. À đây, nó sẽ gửi ra một cái đường này nữa nhá. Các bạn sau khi nó gửi về thì các bạn hãy điền thêm cái email vào nữa. Điền cái email các bạn vừa mới tạo vào đây. Sau đó thì nó sẽ gửi thêm một cái đường link về nữa. Các bạn ấn vào đường link này được nhá. Đường link này, được chưa nào. Ấn vô. Bây giờ sao lại còn new password nữa, sao mày lắm chuyện vậy. Rồi ok, đã tạo xong password mới. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang web Humblebundle rồi nhá. À nó tự động đăng nhập luôn rồi đấy. The code from the email to project. Sao mày có thể nhiều chuyện như vậy nhỉ. Đây có thêm cái code này rồi nữa này. Nó dán vào đây. Có lẽ cái công việc xác nhận cái tài khoản này nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà các bạn cứ làm theo các bước của mình là ok hết nhé. Rồi đến đây được rồi đấy. Không còn gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang đây. Cái trang mua game ở đây. Bây giờ các bạn ấn F5 nhá, bởi vì nó đăng nhập vào rồi mà. Đây này, đăng nhập vào rồi đây. Thì sau khi đã hiện cái email của bạn trên đây đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái phần Add to Cart ở đây. Đó, nó nhảy một cái về đây đúng không ạ? Bây giờ để ấn vào đâu nhỉ? Quên rồi. Check out đi. Rồi, Humblebundle, đúng không nào? Mail ở đây, tự chọn. A gift, send me a gift link. Đây nhá. Sau khi các bạn ấn Add to Cart và các bạn nhìn thấy cái giỏ hàng các bạn có một cái đấy, đó chính là cái tựa game này. Thì các bạn ấn vào phần check out ở đây. Ấn vào. Rồi đây các bạn ấn vào this booker e a gift send me a gift link được chưa nào. Sau đó ấn get it for free. What the fuck is this shit. Sorry. Ok bang bang bang. Được rồi, chúng ta làm lại add to cart. Ấn vào cái giỏ hàng này. Sau đó không chọn cái này nữa nhá. Không chọn cái này nữa được chưa nào. Nhớ nhá. Ấn get it for free luôn. Ok. Mình quên mất nhá. Nhớ không tích chọn vào nhá, không tích chọn vào nhá. Sau đó rồi ấn get for free được chưa nào. Sau đó rồi đến nó đến đây đấy, thì có nghĩa là nó đã gửi đây, nó đã gửi một cái cây vào cái email của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta ấn vào phần preview your email được chưa nào. Rồi, các bạn ấn tiếp vào download now nhá. Đây này. Ok, bây giờ kéo xuống nào. Đúng rồi, ấn vào cái phần redeem cho chú gì nhỉ, quên mẹ rồi. Nói chung là các bạn ấn theo giống hệt mình ấy nhá. Mình vừa ấn vào cái gì các bạn ấn vào cái đấy nhá, mình quên luôn rồi. Thì nó sẽ gửi cho bạn một cái cây ở đây. Bây giờ cái cây đấy mới là điều quan trọng này. Tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Steam của chúng ta, được thế nào. Trước đây mình đã từng hướng dẫn các bạn là nhận cái game đó là Shadow Warriors. Nó cũng tương tự như vậy thôi, không khác gì đâu, thế nào. Tại lâu quá mình không nhận game của Steam, bây giờ mình luống cuống mấy giai đoạn mà. Các bạn cứ làm theo giống hệt mình là được nhá.
Đây, mình đã đăng nhập vào một cái tài khoản Steam sẵn tới đây. Thì với cái cây mà mình vừa được trao đây, mình sẽ copy nó lại nhé. Copy lại này. Rồi mình vào cái Steam của mình. Rồi đây, mình ấn vào cái phần Add to Game. Sau đó đó là Add a non-stem game, được chưa nào? Click vô. Đó không phải. Cái nào ấy nhỉ? Đây, Activate a product on Steam, được chưa nào? Sau đó mình ấn Next. Ấn I agree. Rồi đây mình dán cái cây ra này. Thế nào? Sau đó ấn Next. Rồi, Steam đã nhận ra đó là cây của game được Working Dead này. Các bạn thấy không? Ở đây các bạn ấn vào Finish thôi. Thế nào? Finish thôi, bởi vì cây nó nhận về này. Đây là game nó về luôn rồi này. Nhận vào đây rồi. Ấn Finish thôi. Rồi, như vậy là bạn đã hoàn thành cái việc nhận game rồi đấy. Còn game ở đây ấy, thì bạn muốn down bao giờ cũng được. Bây giờ là game đã là vĩnh viễn của bạn rồi đấy. Bạn có thể chơi nó free. Ok, được chưa nào? Đó là đại khái một chút về cách hướng dẫn các bạn nhận game thôi. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Và các bạn hãy nhớ nhanh tay đây nhá, bởi vì game chỉ còn có miễn phí trong thời gian đó là bao lâu ấy nhỉ? Đây, thời gian miễn phí nhận game chỉ còn nó là 1 tiếng 12 giờ thôi. Đây là một tựa game về zombie rất là hay, The Walking Dead Season 1. Nhanh tay đây nhá. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.